Thưa quý vị, vào ngày 16 tháng 1, thông tin từ công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 6 người là lãnh đạo cục đăng kiểm Việt Nam, nguyên lãnh đạo cục đăng kiểm Việt Nam, lãnh đạo và cán bộ phòng tàu sông cục đăng kiểm Việt Nam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 6 bị can gồm Nguyễn Vũ Hải là phó cục trưởng cục đăng kiểm Việt Nam, Bùi Quốc Hưng trưởng phòng tàu sông, Đậu Ngọc Bình phó phòng tàu sông Phan Huy Liêm, đang kiểm viên phòng tàu sông, Vũ Văn Sơn, đang kiểm viên phòng tàu sông và Trần Kỳ Hình, nguyên cục trưởng cục đăng kiểm Việt Nam. Riêng bị can Trần Kỳ Huỳnh trước đó ngày 16 tháng 1 năm 2023 đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố về tội nhận hối lộ trong vụ án liên quan đến các sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm đường bộ. Các quyết định và lệnh trên đã được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn. Cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can theo quy định pháp luật được biết đây là tiến trình điều tra mở rộng về các sai phạm tiêu cực liên quan tới hoạt động đăng kiểm thủy nội địa xảy ra tại cục đăng kiểm Việt Nam và các chi cục đăng kiểm. Cơ quan điều tra cho rằng các bị can trên có hành vi sai phạm liên quan tới hoạt động đánh giá, cấp đánh giá năng lực cho các cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa, phục hồi phương tiện thủy nội địa và cũng liên quan tới các sai phạm tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm thủy nội địa. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố tổng cộng là 35 bị can về các tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.